Chào mừng quý vị đang đến với kênh YouTube Hoa Home. Trong số ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị công trình của gia đình anh Minh có địa chỉ tại Phú Xuyên, Hà Nội. Có thể nói là từ thành thị cho đến nông thôn, tất cả khắp các tỉnh thành đều đã có các công trình do chúng tôi thiết kế và thi công trọn gói. Đây đều là nhờ vào sự tin tưởng của quý khách hàng cũng như là những nỗ lực trong suốt thời gian vừa qua của tập thể công ty. Hiện tại thì chúng tôi không chỉ thiết kế thi công cải tạo nhà ở cơ sở kinh doanh mà còn hoàn thiện nội thất và sản xuất vật liệu xây dựng. Showroom vật liệu của Mark Home thì đang được đặt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng như là nhiều showroom chi nhánh khác với hy vọng là phục vụ tốt nhất cho quý khách hàng. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công thì có thể liên hệ với chúng tôi qua các số hotline 096-445-8888, 082-81-33-333. Để xem thêm tham khảo những công trình mà chúng tôi đã thiết kế và thi công từ trước đến nay thì quý vị có thể truy cập vào trang web markhomegroup.vn. Ở đây có tất cả các công trình với đầy đủ hình ảnh và công năng. Đồng thời thì ở trang web này cũng có rất là nhiều thông tin về công ty như là địa chỉ, hotline, các chương trình ưu đãi và khuyến mãi. Công trình của gia đình anh Minh là một mẫu nhà mái Thái kiến trúc tầng cổ điển. Nhà mái Thái có chi phí thi công xây dựng cao hơn mái Nhật và mái Bằng. Đặc trưng của mái Thái là độ dốc và vát hình chữ A. Với chiều cao lý tưởng, mái Thái góp phần đáng kể trong việc tôn lên chiều cao chung của công trình và thoát nước tốt vào mùa mưa. Tuy nhiên thì để công trình đang đối hơn, chúng ta cần phải đưa mái. Thông thường thì mái đưa ra khoảng 0,6 hoặc là 0,7m. Về màu sắc thì tổng thể công trình được sơn phủ màu trắng sứ. Đây có lẽ là màu sắc thích hợp nhất bởi vì công trình này đã có nhiều họa tiết trang trí. Màu trắng thì sẽ giúp công trình trở nên tinh tế và hài hòa hơn. Về các chi tiết trang trí thì ở công trình này có hệ vòm, các đường gờ vào, ban công hình bán nguyệt, vân vân. Ở vị trí ban công thì chúng tôi sử dụng lan can sắt mỹ thuật. Đi vào chi tiết hơn một chút thì ngay vị trí chân tường chúng tôi đã sử dụng đá tự nhiên để ốp lát, bảo vệ phần chân tường. Ở đây thì để tạo nên sự cân bằng với phần mái bên trên, chúng tôi đã thiết kế bậc 5 cấp với chiều cao là 0,75m. Với công trình mái Thái thì chúng ta nên hạn chế thiết kế bậc 3 cấp vì như vậy thì sẽ làm cho công trình mất đi sự cân đối. Ở góc nhìn trên màn hình quý vị thì chúng ta sẽ thấy được sảnh phụ theo chiều từ trên xuống. Nếu có diện tích thoải mái, chúng tôi rất là khuyến khích quý vị khai thác thêm các khu vực sảnh để công trình không bị đơn điệu, đồng thời cũng sẽ mang đến giải pháp về ánh sáng và lối di chuyển. Tiếp theo thì mời quý vị sẽ cùng nhau xem đến hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Mở đầu hồ sơ là những thông tin về công trình, chủ đầu tư, địa điểm, người thực hiện, kiểm duyệt và phê duyệt. Tiếp đến là một lục bản vẽ kiến trúc để quý vị biết được cơ bản những nội dung chính. Về định vị thì công trình được xây dựng về hướng Nam. Kích thước xây dựng là 10,3 x 17,3m, diện tích sử dụng khoảng 230m2. Ở tầng 1, từ vị trí sảnh di chuyển vào sẽ là phòng khách rộng 26m2. Đây là vị trí gần như là bất di bất dịch ở mỗi công trình, nơi đẹp nhất, kết nối với không gian bên ngoài và đón nhận sinh khí. Khu vực phòng khách này còn kết nối với sảnh phụ ở bên hông của công trình. Khu vực tiếp theo là phòng bếp kết hợp với phòng ăn có diện tích 23m2. Tại khu vực này thì chúng tôi đã khai thác đến 2 ô cửa sổ để căn phòng không còn tình trạng ám mùi khi nấu nướng. Thiết kế về bên phải công trình là phòng ngủ. Phòng ngủ số 1 có diện tích 18m2, vị trí căn phòng đẹp với tầm nhìn hướng về khu vực sân phía trước. Phòng ngủ số 2 thì có diện tích là 15m2. Lợi thế căn phòng này là gần với khu vực tắm và vệ sinh cho nên sẽ dễ dàng di chuyển khi có nhu cầu sử dụng. Phòng tắm thì rộng 2,2m2, đặt vuông góc với phòng vệ sinh có diện tích 3m2. Tiến lên tầng 2, phòng thờ đặt ở tầng này có diện tích 8m2. Phía trước khu vực thờ là ban công bằng với khu vực sảnh ở bên dưới. Phía sau phòng thờ sẽ là phòng sinh hoạt chung có diện tích 16m2. Chúng tôi cũng đã khai thác khoảng ban công ở bên hông của công trình kết nối với phòng sinh hoạt chung qua cửa đi hai cánh, tạo nên khoảng thoáng cho khu vực sinh hoạt chung và tạo ra một không gian nối dài từ bên trong cho đến bên ngoài trời. Tầng này có 3 phòng ngủ theo thứ tự, phòng ngủ số 3 sẽ có diện tích là 18m2, phòng ngủ số 4 và số 5 thì có diện tích lần lượt là 15m2 và 11m2. Tiếp đến là khu vực tắm và vệ sinh, phòng tắm thì có diện tích 2,5m2, còn phòng vệ sinh thì có diện tích là 1,6m2, được đặt vuông góc với nhau. Cuối cùng là khu vực sân phơi. Công trình này thì có chiều cao từ cot 00 lên đến đỉnh mái là 12,2m, chiều cao ở tầng 1 là 4,2m, chiều cao tầng 2 là 3,9m và chiều cao của mái là 4,1m. Chiều cao 4,2m cho tầng 1 là điều hoàn toàn hợp lý, bởi vì tầng bên dưới cao hơn tầng bên trên thì sẽ tạo nên sự cân đối,
Thêm vào đó thì việc thiết kế vòm sẽ làm cho công trình thấp hơn kích thước thực tế, cho nên là chúng ta cần phải chú ý. Tiếp đến là mặt cắt 1-1. Mặt cắt chính là phần chúng ta nhìn thấy sau khi đã cắt một không gian theo chiều thẳng đứng, tương tự như việc chúng ta cắt một chiếc bánh và sẽ nhìn thấy cấu tạo của các phần bên trong. Vậy thì với mặt cắt này, chúng ta sẽ thấy được cấu tạo bên trong của công trình gồm có các cấu kiện quan trọng như là tường, sàn, cột cửa và các kích thước liên quan. Khi thi công mái thì quý vị nên đổ sàn bê tông cốt thép ở cốt áp mái, vì như vậy thì sau khi đưa vào sử dụng chúng ta sẽ yên tâm hơn, không lo bị ngấm dột nước mưa. Và để biết được chính xác các kích thước liên quan đến mặt bằng công năng thì quý vị có thể xem tại mặt bằng xây dựng có các chi tiết rất là cụ thể từ trục này đến trục khác, từ phòng này đến phòng khác vân vân. Chẳng hạn như là từ trục số 1 cho đến trục số 2 sẽ là 2,1m, từ trục số 2 đến trục số 3 sẽ là 3,8m. Việc biết được chính xác các kích thước sẽ dễ dàng cho việc thi công, bám sát so với thiết kế ban đầu cũng như là dễ dàng trong việc lựa chọn đồ nội thất. Đặc biệt là những đồ nội thất cần phải tính toán chính xác kích thước như là tủ quần áo kịch trần, tủ bếp hoặc là các thiết kế tủ liền bàn, v.v. Vấn đề ốp lát thì cũng được chúng tôi trình bày cụ thể tại mặt bằng lát sàn ở tầng 1 và tầng 2. Ở đây thì chúng tôi sử dụng tổng cộng là 6 loại gạch để ốp và lát cho các khu vực chức năng. Cụ thể thì phòng khách, phòng ngủ và bếp ăn sẽ sử dụng gạch granite có kích thước là 800x800mm. Gạch khổ to thì sẽ ít đường tròn nối, giảm cảm giác chia cắt không gian. Từ đó thì chúng ta sẽ có cảm giác là không gian được cơi nới rộng rãi hơn. Khu vực vệ sinh và phòng tắm thì sẽ sử dụng gạch granite chống trơn có kích thước là 300x300mm. Khu vực này thì diện tích nhỏ cho nên việc sử dụng gạch kích thước nhỏ sẽ hạn chế cắt gạch, không gây mất thẩm mỹ. Sảnh chính và sảnh phụ thì sẽ được ốp gạch granite. Có thể thấy là dựa vào tính chất từng khu vực khác nhau mà chúng ta sẽ có sự lựa chọn sao cho phù hợp. Ở mặt bằng này thì chúng tôi cũng đã tính toán cho phù hợp và gia chủ có thể yên tâm, đồng thời cũng sẽ biết được những vị trí cụ thể nào cần phải cắt gạch, không lo việc cắt gạch một cách bừa bãi, giúp tiết kiệm chi phí. Về hệ thống cửa của công trình thì quý vị có thể xem tại mặt bằng cửa, những vị trí nào ký hiệu bắt đầu bằng chữ D thì sẽ là cửa đi, DW là cửa nhà vệ sinh, bắt đầu bằng chữ S là cửa sổ, SW là cửa sổ nhà vệ sinh. Thông qua đây thì chúng ta cũng sẽ biết được kích thước tính cả khuôn bao ở từng loại cửa. Công trình này thì sẽ có 3 lối tiếp cận, một lối cửa chính, một lối cửa đi tại sảnh phụ và cuối cùng là lối cửa hậu. Chuyển đến vấn đề điện nước. Điện và nước thì sẽ gắn liền với đời sống thường nhật của chúng ta, cho nên là ảnh hưởng rất là nhiều đến sự tiện nghi, thoải mái. Vì tất cả đường dây điện và ống nước đều sẽ thi công âm tường, cho nên là không thể làm đến đâu mới tính đến đó, hoặc là cần mua gì thì mua. Chưa kể là về sau khi mà có những hư hỏng cũng sẽ rất là khó sửa chữa. Nhiều chủ đầu tư thậm chí là đi dây điện ốp lát xong xuôi hết rồi mới mua các thiết bị, dẫn đến rất là nhiều bất cập. Vậy cho nên là việc có hồ sơ điện nước thì sẽ giải quyết rất là nhiều vấn đề, đảm bảo sự an toàn, tiện nghi. Đối với các thiết kế của Mắc Hôm thì độ cao để ống ghen luồng dây trên tường sẽ là 2,8m so với sàn hoàn thiện. Tủ điện tổng, bảng điện tầng chung âm tường sẽ cách sàn 1,5m. Công tắc thì sẽ cách sàn 1,2m, ổ cắm chôn ngầm tường thông thường thì sẽ là 0,4m. Riêng ổ cắm trong nhà vệ sinh thì sẽ chôn ngầm tường cách sàn nhà vệ sinh 1,2m và sẽ sử dụng loại chống nước. Tiếp đến là hồ sơ kết cấu. Với công trình này thì chúng tôi sử dụng phương án là móng cọc bê tông cốt thép, có tiếp diện là 200x200mm. Tổng số lượng cầu ép đại trà ở công trình này là 38 cầu, mỗi cầu tạm tính dài 8m sẽ gồm có một đoạn thân dài 4m và một đoạn mũi dài 4m. Móng cọc thì thường sẽ được sử dụng ở những công trình xây dựng trên nền đất yếu, nhiều bùn hoặc là những công trình có tải trọng lớn và chi phí thi công thì sẽ cao hơn các loại móng khác. Về dự toán công trình thì dự toán sẽ gồm có phần xây dựng thô, hoàn thiện và điện nước. Công trình này thì chủ đầu tư thi công trọn gói cho nên là chúng tôi đã miễn phí chi phí thiết kế là 26.560.000. Các nội dung trong hồ sơ thì chúng tôi trình bày cụ thể khối lượng, đơn giá, thành tiền cho nên là quý vị sẽ dễ dàng nắm bắt. Vì chúng tôi bóc tách dựa vào phần mềm chuyên dụng từng khối lượng vật tư vật liệu sử dụng cho nên độ chính xác sẽ rất là cao. Vậy cho nên là chủ đầu tư có thể chủ động được vấn đề tài chính của mình, dễ dàng kiểm soát tránh việc phát sinh hay là hao hụt. Vậy là vừa rồi thì chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị công trình của gia đình anh Minh có địa chỉ tại Hà Nội. Rất là cảm ơn anh và gia đình vì đã tin tưởng và lựa chọn Mắc Hôm. Nếu như quý vị cảm thấy yêu thích các thiết kế của chúng tôi, đồng thời có nhu cầu thiết kế và thi công thì có thể liên hệ để được hỗ trợ và tư vấn. Quý vị có thể gọi đến các số hotline 096 445 8888, 082 81 33 333.
Đây đều là những số có Zalo, cho nên là quý vị ở xa bên nước ngoài thì cũng có thể liên hệ để được hỗ trợ và tư vấn. Hiện tại thì đối với khách hàng thiết kế, chúng tôi sẽ hỗ trợ giám sát miễn phí. Đối với khách hàng thi công trọn gói thì chúng tôi sẽ miễn phí thiết kế và hỗ trợ làm hồ sơ cấp phép xây dựng miễn phí. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký cũng như là bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất cũng như là những chương trình ưu đãi khuyến mãi hấp dẫn trong năm. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.